Lê Hoàng Long, tú ông điều hành đường dây gái gọi 360 triệu một lượt, sống giàu sang, thích chơi gốc. Đằng sau những hoạt động phi pháp, tú ông Lê Hoàng Long gây bất ngờ với cuộc sống thượng lưu đúng chuẩn. Được biết, mỗi phi vụ chót lọt, tú ông này ẵm riêng cho mình đến vài trăm triệu. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an, đơn vị này vừa xử lý đường dây gái gọi do đối tượng Lê Hoàng Long, sinh năm 1991, quê thành phố Hải Phòng, hiện trú tại thành phố Hồ Chí Minh, điều hành. Qua công tác điều tra, những chân dài tham gia bán dâm thường hoạt động trực tiếp trong giới showbiz như diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, KOL nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhóm này được môi giới qua quản lý nghệ sĩ, chuyên viên trang điểm, stylist. Đa phần khách có nhu cầu là chủ doanh nghiệp, đại gia, kinh tế khá giả, mức giá có thể lên đến vài chục ngàn đô. Được biết, vụ án của Lê Hoàng Long được C02 mở rộng từ chuyên án đấu tranh bắt giữ khởi tố hành vi môi giới mại dâm đối với tú ông Lục Triều Vĩ từ năm 2020. Ngày 25 tháng 8, Cục C02 bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua dâm tại một khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua tài liệu thu thập, khi khách có nhu cầu giải trí thì Lê Hoàng Long giới thiệu hai chân dài TH và TT đang khá nổi tiếng trong giới showbiz. Long và khách trao đổi mức giá 15.000 đô, khoảng 360 triệu đồng đối với một người đẹp. Đáng nói dù thu về số tiền hàng trăm triệu đồng, nhưng tú ông này lại chi cho các gà cưng số tiền nhỏ giọt. Khai nhận với công an, nếu phi vụ này chót lọt, Long sẽ trả cho các chân dài 60 triệu đồng, còn 600 triệu sẽ một mình hưởng hết. Tú ông có công việc chính là quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và làm đại diện quản lý cho nghệ sĩ Hàn khi đến Việt Nam hoạt động. Trên trang Facebook cá nhân, tú ông sinh năm 1991, gây bất ngờ với cuộc sống đậm chất thượng lưu. Thay vì bục mặt chạy show như các đồng nghiệp, Lê Hoàng Long thường xuyên đăng ảnh check-in tại nhiều nước trên thế giới. Mỗi lần xuất hiện đều diện đồ hiệu từ đầu đến chân, ở biệt thự đi xe sang không kém cạnh bất kỳ ngôi sao nào. Trước khi bị bắt giữ, Lê Hoàng Long cũng chiếm sóng dày đặc trên thảm đỏ của một số chương trình thời trang trong nước và quốc tế. Đáng tiếc, tất cả những của cải mà anh có được đều phụ thuộc vào công việc làm ăn phi pháp, kinh doanh trên chính thân thể người khác. Để qua mặt cơ quan điều tra, đường dây gái gọi cao cấp của Lê Hoàng Long hoạt động hết sức tinh vi và bí mật. Họ chỉ nhận giao dịch qua người quen giới thiệu, thông tin khách hàng cũng được kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Sau khi hoàn tất các thủ tục và cảm thấy an toàn thì mới tiến hành gặp mặt trực tiếp. Địa điểm thường là khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp. Gà của tú ông ngoài nhan sắc còn gây ấn tượng bằng những danh xưng người mẫu hoa hậu, vì vậy mà con số để đại gia móc hầu bao là không hề nhỏ. Tại thời điểm bị bắt, tú ông Lê Hoàng Long hiện rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, liên tục cúi xuống đất. Dù vậy, netizen vẫn không ngừng trầm trồ về chiếc đồng hồ đính kim cương giá gần nửa tỷ mà Lê Hoàng Long đang đeo trên tay. Trên các diễn đàn, cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ vì một số con sâu mà làm ảnh hưởng đến những nghệ sĩ chân chính. Thay vì làm giàu bằng sức lao động chân chính, họ chấp nhận cuộc sống về đêm, trả giá sau những cuộc vui là đồng tiền không trong sạch đánh mất nhân phẩm. Đáng tiếc, người hưởng lợi cuối cùng không phải là các bóng hồng, mà thực chất đã vào túi của các tú ông tú bà. Nhìn vào vẻ ngoài bóng bẩy của họ, có thể hình dung được con số ấy lớn đến nhường nào, vừa nhàn hạ có tiền nhanh thì ai mà chẳng ham. Cũng giống như Lê Hoàng Long vào thời điểm năm 2020, Lục Triều Vĩ cũng khiến showbiz một phen rúng động vì hoạt động tương tự. Trong đường dây của tú ông sinh năm 1993, người này định giá các người đẹp này thành hai cấp độ khác nhau, từ 1.000 đến 5.000 đô, cao hơn là 15 đến 30.000 đô, phụ thuộc vào sự nổi tiếng danh hiệu showbiz. Nếu khách hàng có nhu cầu sẵn sàng xếp tour du lịch xuyên quốc gia với con số 50.000 đô một lần. Sau khi bán dâm với giá thành 1.000 đô, các cô gái chỉ được trả 10 đến 20%, con số này thực chất đã được Vĩ thổi phồng nhằm hưởng chênh lệch phần trăm, cộng thêm sự hiểu biết ít của các đại gia nên nhiều con mồi đã sập bẫy của Vĩ.